và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngàn làm đôi môi. Mày chó gì? Thấy không đấy? Mùa xuân, nhành hoa tím em đưa tay cài nghe từng tiếng. Dùng hai đôi mũ bảy lên nổ. Mệt đéo chịu. Ở nhà chán quá nên chúng tôi lêu hêu Hồ Gươm. Mà định vậy con lợn này bắt tôi chạy. Chạy đéo một con lợn. Thì mệt vãi lồn. Đây à? Đây. Hôm nào chiều một trận. Hello anh. Hồ Tổ Hà nhá. Hồ Tổ Hà. Hà fit quá chất. Hello. Hello hai. Ôi bị. Hả?
Dẻo. 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 Không chứa dẻo à? Dẻo đấy. Dẻo không gì đấy. Ôi chị, nước rửa tay. Ôi đủ quá. Mà ấm ấy. Hà Nội thứ 7 phải lên đồ. Xin chào mọi người, mình là Chúa Dẻo. Quỳnh Anh Dẻo. Chúa Dẻo. Quỳnh Sẹt Dẻo. Quỳnh Sao gọi là Dẻo. Điệu quá thì điệu à? Thành Dẻo. À, ừ. Bắt đùa người rồi bên kia đúng không? Đầu mũi trưởng luôn. Em thì bắt Hồng Minh chạy. Ê bạn ơi, cái tóc của tôi ngắn ấy. Mà nhớ có cái thằng da đen mặt này không? Thằng nào? Cái thằng mà ngó ra này xong rồi lắc 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 lắc. Mai đến mà mình Hồng make up cho tí mặt da đen vào. Sao không rủ bác Ben đi? Bác Ben đang bận gì ấy? Cái quần. Thằng anh ngồi nhá, hôm trước đi ăn ba quần nó phải sờ được quần kiểu gì? Ủa em bữa đi ba kiểu mấy em toàn kiểu thò đây mà. Chị thò được không? Được à. Để em quay vô. À, ủa em để xe ở đầu bên kia à, chạy vãi luôn chạy. Chạy xong rồi kêu thở thở. Chẳng biệt á? Vâng. Sao không đi vào người cho con này? Không biết được. Đi được à, mấy chị ngồi đây. Mùi chán mùi chê từ 8 rưỡi. Ôi, có đủ may đâu không? Đi đâu cả. Vợ thích đi mà cứ người like. Ngồi rất từ đấy, sáng rất là. Mà, đấy chủ ở bản xa của anh đi. Cần không ai like với anh. Nó rủ nó đi treo thôi, đi được phố không? Tí nữa xong đi ăn, mỗi thứ. Sắp tới chị cũng về đấy chị còn à. Tầm 4 hả? Không, tới chị ngủ tầm 3, không góc ở đây. Sáu rồi. Sáu rồi. Không phải nằm đây em. Đúng rồi đó. Đấy mình em nằm. Cái Doraemon đây mà nằm. Cái Doraemon rộng mà. Mình ngủ bên em thì em chưa hôm qua đốt thì hết chân vào xong em phải chạy sang bên đấy. Đương nhiên phải đốt mũi nào. Mũi nhiều lắm. Nó kín cửa. Bên ngoài bên đấy kiểu hàm. Bên đó kiểu ẩm hôi á. Hàm ấy, đến hàm nó ẩm ấy. Làm cái thảm gì vừa hôi vừa ẩm. Lâu lắm chưa giặt cơ. Đúng rồi ấy. Ê, chụp kiểu ảnh, chụp kiểu ảnh. Chụp ác xinh xẻo rồi nhá. Cắm cửa rồi. Em với Hồng Minh nhìn như bố nó to con đồ nhỏ ấy. Mẹ mặt dày. Ác. 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 Khai rồi. Ừ khai rồi. Lại quay cái gì nữa. Xin chào mọi người đi, giới thiệu đi. Giới thiệu gì đây rồi. Mình là Chúa Dẻo. Mình là Chúa Dẻo hay còn gọi là AK Lụy Người Yêu Cũ. AK Lụy Người Yêu Cũ. Xin chào mọi người, mình là công chúa Dẻo. Mình làm sao nữa? Mình không lụy người yêu cũ. Mình bị thật không? Thật. Đúng mà. Xin chào mọi người, mình là Andy. Mình hay mình được mọi người biết đến với trẻ tuổi dư tiền lonely. Đi rây vãi lồ trẻ tuổi. Quay chó thì quay chỗ khác. Không phải khoảng ngày của Happy lên sóng. Không phải đây là up lên đâu đấy. Kênh của nó. Kênh của em không. Chị chưa biết kênh của em. Rốt rồi chạy tí. Rốt không sao mà chị sẽ theo dõi em. Người ta xem mãi chả là sẽ thắng sắp bây giờ bảo là chị theo dõi em. Chị sẽ theo dõi em chứ không phải chị theo dõi em. Đúng không? Sẽ thì là bao giờ? Đúng chưa? Sẽ trong tương lai. Giờ bây giờ chưa biết. Bây giờ ngày nào chị nhớ chị sắp rồi thôi. Không, chị hứa cụ thể là ngày mai. Xin chào mọi người, đây là Marcus Highway. Với biệt danh là tự do tài chính tuổi 25, trong tài khoản có 100k đô. Hãy bình thường hóa việc bạn không kiếm được 100 triệu một tháng. Vì một năm bạn cũng kiếm được đâu chứ không chỉ là một tháng. Nếu như bạn muốn có thật nhiều tiền thì trong thời tiết rét thấu xương này thì hãy cứ nghỉ làm đi. Việc của bạn là cần một chiếc chăn ấm và một chiếc đệm êm, sau đó mơ một giấc mơ thật đẹp thôi.
bình thường hóa việc bạn là một người tầm thường và sống một cuộc đời bình thường đi. Vì những việc người khác không làm được thì chắc gì bạn cũng đã làm được đâu. Những người giỏi hơn bạn còn đang cố gắng đẩy ngoài kia ra kia kìa. Vậy thì bạn còn cố gắng để làm gì nữa? Thật ra sống trên đời này cũng chả có gì là khó khăn cả. Chỉ cần bạn bỏ cuộc là xong thôi. Nên là nếu có thất bại thì cũng đừng vội nản chí nhé. Vì biết đâu lần sau cũng vẫn sẽ thất bại tiếp thì sao? Đi làm tuy lương thấp nhưng trộm vía bị chửi nhiều. Tuy không phải giàu có gì nhưng được cái số còn xui. Học thì cũng bình thường thôi nhưng cũng hay bỏ học nhiều. Vậy nên dù gì thì cũng đừng buồn vì bằng tuổi mình người ta thành công hơn nhé. Ngoài kia đầy người nhỏ tuổi hơn bạn mà vẫn thành công hơn nhiều kìa. Bình thường hóa việc lũ bạn thân, dịp lễ hay kỳ nghỉ nào cũng lên 7749 kế hoạch đi du lịch đi. Vì trước sau gì mà chả bùng keo, nhìn người ta có tiền, hứng lên cái là rủ nhau xách vali đi đổi gió luôn. Còn nhìn lại mình với lũ bạn thì hứng lên cái là cũng bày lập kế hoạch, lập group, bàn nhau đi hết chỗ này tới chỗ khác, bàn từ hạ sang đông, từ năm này sang năm khác, kiếp này sang kiếp khác mặc dù túi thì không có đồng mẹ nào. Thấy bài post nào trên phở bò hay TikTok là tag nhau, gửi vào group nhanh lắm, nhưng từ sau khi tag xong thì đã đi được lần nào cho trong đời hay chưa? Hay bàn lắm, thấy chỗ nào trên mọi miền tổ quốc cũng đều thấy đặt bàn chân tới, rồi nhưng đến lúc bạn bè lấy chồng đẻ con hết, còn mỗi mình vẫn ngồi ôm chấp niệm với những kế hoạch còn đang dang dở ấy thôi. Không đi được biển cả với núi thì hay đi gần đi, giả dụ là Liên Tham Thanh Thủy, hot trend du lịch vừa rồi, cứ lướt 10 viết trên top top là thấy 9 idol review rồi, lên mà book một căn riêng với 3 phòng ngủ, rồi healing với cả chữa lành, chán chê rồi thì lôi nhau đi tắm khoáng, về còn có sức mà lập tiếp cái kế hoạch du lịch mà 10 năm nữa mới triển khai.